Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ và các tin tức thời sự trong tỉnh trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Sáng nay tại nghi thức chào cờ đầu tuần, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể công an huyện cùng 7 cá nhân thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, công an xã An Phước, công an xã Bầu Cạn có thành tích xuất sắc trong đấu tranh tội phạm buôn bán hàng cấm. Trước đó, ngày 27 tháng 12 năm 2023, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp công an xã An Phước tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê Bia của Hoàng Thị Tuyết, sinh năm 1974, đăng ký thường trú phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, thuê kinh doanh ở ấp 8. Tại đây, lực lượng công an phát hiện đối tượng Tuyết đang cất giấu tàng trữ dưới mặt bàn Bia và sàn phòng ngủ 105 hộp pháo hoa nổ nhập lậu để bán kiếm lời. Cũng trong ngày 27 tháng 12, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp công an xã Bầu Cạn theo dõi mật phục đối tượng Dương Quốc Hùng, sinh năm 1994, thường trú quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe ô tô tải biển số 51H33401 chở 11 hộp pháo hoa nổ từ tỉnh Tây Ninh di chuyển theo đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây về xã Bầu Cạn để bán kiếm lời. Tại địa bàn ấp 8, khi Hùng đang lấy pháo hoa từ trong cốp xe ra cất giấu ở lề đường thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, sáng ngày 19 tháng 1, Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất thành phố Biên Hòa và Hội người cao tuổi phường phối hợp tổ chức lễ mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn năm 2024. Trong đợt này, toàn phường có tổng số 284 người cao tuổi được mừng thọ. Cụ thể có 116 cụ 70 tuổi, 70 cụ 75 tuổi, 51 cụ 80 tuổi, 41 cụ 85 tuổi, 2 cụ 95 tuổi và đặc biệt có 4 cụ trên 100 tuổi. Đây là hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời thông qua việc tổ chức lễ mừng thọ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gia đình và xã hội, nâng cao lòng kính trọng với người cao tuổi, động viên tinh thần để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, luôn là tấm gương sáng, dạy bảo con cháu, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái học tập, lao động sản xuất và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh nhà. Hôm nay tại ấp Bình Lục, xã Tân Bình, Ủy ban nhân dân Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện, đơn vị tài trợ đã bàn giao hai căn nhà tình thương cho hộ bà Hồ Thị Gái và hộ anh Trần Trọng Hiếu là các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn ấp. Mỗi căn nhà được trao trị giá hơn 100 triệu đồng, xây bằng tường gạch kiên cố, lợp tôn, nền lót gạch hoa với diện tích mỗi nhà hơn 40 mét vuông, trong đó tập đoàn Phong Thái tài trợ mỗi căn 100 triệu đồng. Tại huyện Cẩm Mỹ, quân khu 7 đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024, sư đoàn 302. Qua kiểm tra, quân khu 7 đánh giá cao sư đoàn 302 đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, văn bản, kế hoạch tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024. Theo đó, đơn vị đã kiện toàn khung cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới, củng cố hệ thống thao trường bãi tập, làm mới các mô hình học cụ, biển bản, vật chất, huấn luyện đúng quy định. Đồng thời đơn vị đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% cán bộ trực tiếp huấn luyện theo đúng kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ với địa phương giao quân kiểm tra, nắm chắc hồ sơ, lý lịch thanh niên nhập ngũ, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, quan tâm chăm lo các chế độ tiêu chuẩn cho quân nhân xuất ngũ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho bộ đội. Thông tin thời tiết đáng chú ý, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên sáng sớm ngày 22 tháng 1, Bắc Bộ trời rất đậm rất hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, Bắc Trung Bộ từ 9 đến 11 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 13 đến 16 độ C. Trời rất đậm rất hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Đỉnh núi Mẫu Sơn đón không khí lạnh đầu tiên ở miền Bắc nên nhiệt độ xuống 4,1 độ C. Dự báo trong ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do vậy, nền nhiệt toàn miền Bắc sẽ tiếp tục giảm sâu, Bắc Bộ rét hại, Bắc Trung Bộ trời rét, từ đêm ngày 22 tháng 1 rét hại, từ chiều tối và đêm cùng ngày,
Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển rét. Quý vị khán giả vừa đến với bản tin cập nhật 17 giờ trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.